Hoan hỷ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phú Quý Tài Lộc, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, tấn bình an. Quý vị thân mến, an cư lập nghiệp là lời khuyên của ông bà ta từ rất nhiều đời trước và cho đến nay vẫn còn ẩn chứa nhiều giá trị sâu sắc. Một ngôi nhà tốt sẽ tạo nên hồng phúc và đem tới vận may cho gia chủ cùng các thành viên trong gia đình. Xét theo góc độ tâm linh, các yếu tố để tạo nên một ngôi nhà tốt bao gồm rất nhiều điều như cơ sở hạ tầng, vị trí địa lý và cảnh quan xung quanh. Nhưng trong đó quan trọng nhất vẫn là hướng nhà. Đặc biệt đối với các gia chủ mệnh thủy, với đặc điểm của cung mệnh là đại diện cho nhân tố nước, tức là không rõ hình dạng và thuận theo địa thế, thì tầm quan trọng của hướng nhà lại càng được nâng cao rõ rệt hơn. Vậy người mệnh thủy chọn hướng nhà như thế nào để phúc lộc dồi dào, càng ở lâu càng giàu có, tiền bạc ùn ùn kéo tới? Xin mời quý vị cùng theo dõi, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ ngay sau đây. Trước khi đến với bí quyết lựa chọn hướng nhà tốt dành cho người mệnh thủy, các bạn hãy cùng tìm hiểu về các yếu tố quan trọng cần lưu ý khi lựa chọn căn nhà của mình để vạn sự được suôn sẻ, bình an và thuận lợi nhé. Thứ nhất là môi trường tự nhiên và cảnh quan xung quanh ngôi nhà. Ông bà ta thường nói thiên thời địa lợi nhân hòa, thiếu một trong ba thức ấy thì nhà bạn bất an. Đặc biệt là trong đời sống xã hội ngày nay, yếu tố này ngày càng trở nên quan trọng khi mà tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng đến chóng mặt. Không gian sống ngày càng thu hẹp và môi trường ngày càng suy thoái. Vì vậy, khi đi mua nhà, đất, không chỉ có người mệnh thủy mà ngay cả đối với người thuộc các cung mệnh khác cũng đều cần phải quan tâm đến yếu tố môi trường đầu tiên. Nếu vị trí ngôi nhà của bạn nằm ở nơi đất tốt, có nhiều cây xanh, không khí trong lành, đó sẽ là điểm cộng để bạn đi đến quyết định xuống tiền mua nhà. Còn nếu ngôi nhà của bạn gần bãi rác hay nơi khói bụi nồng nặc, tiếng ồn suốt ngày, thì có thể bạn sẽ quay lưng lập tức, hay ít nhất cũng phải đắn đo cân nhắc rất nhiều, đúng không nào? Điều này không dựa trên quan niệm tâm linh mà ngay cả xét theo khoa học cũng sẽ chi phối rất nhiều đến cuộc sống của bạn. Hãy chú ý đến điều này nhé. Vấn đề thứ hai cần chú ý chính là cơ sở hạ tầng và môi trường xã hội. Hãy tìm hiểu xem ngôi nhà bạn định mua có nằm ở vị trí giao thông thuận tiện hay không, điện nước ra sao. Bạn hãy kiểm tra xem nơi đó có gần chợ, gần trường học, bệnh viện hay không. Từ đó tới nơi bạn làm việc có thuận đường không, thậm chí còn là dân trí ở khu vực đó, láng giềng hàng xóm thế nào. Cha ông ta thường có câu bán anh em xa, mua láng giềng gần. Không phải là ngẫu nhiên đâu. Nếu đi sâu về phong thủy, bạn còn cần phải quan tâm đến tính lành dữ của mảnh đất. Tuy nhiên, đất lành, đất dữ phải xét đến nhiều yếu tố cấu thành, như có người đo từ trường của khu vực, của thửa đất, ngôi nhà, có người tìm hiểu lịch sử của khu vực và mảnh đất đó. Nhưng có một cách đơn giản để nhận biết bằng cảm quan, đó là xem con người và sinh vật khu vực đó ra sao. Nếu cây cối tươi tốt, hoa lá xanh tươi bốn mùa, thì chắc chắn đất nơi đó tốt. Còn nếu cằn cỗi thì ngược lại, đó là nơi đất xấu. Cư dân xung quanh đó nét mặt tươi vui, nhuận sắc, con vật nuôi trơn lông đỏ da thì cũng chắc chắn là cuộc đất tốt. Ngược lại, con người nét mặt khắc khổ, xanh xao vàng vọt thì bạn cần cân nhắc. Ngoài ra, còn có một yếu tố quan trọng nhất chi phối đến quyết định mua hay không mua ngôi nhà của bạn, đó chính là hướng nhà. Vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn sau này, thậm chí là suốt cả cuộc đời.
Vấn đề thứ ba, chọn hướng nhà cho người mệnh thủy tài lộc dồi dào. Quý bạn thân mến, tất cả các yếu tố trên đều quan trọng, thậm chí là hết sức quan trọng. Nhưng có điều hoặc là bạn khó có thể đánh giá chính xác khi chỉ có thể qua lại một vài lần theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa. Đồng thời, các yếu tố này lại có thể thay đổi theo thời gian, từ xấu thành tốt, hoặc cũng có khi ngược lại, từ tốt thành xấu. Duy có yếu tố hướng nhà vừa liên quan đến môi trường cảnh quan ở góc độ khoa học, vừa liên quan đến phong thủy ở khía cạnh tâm linh là bất di bất dịch. Ở nơi phố thì đông đúc, bạn không thể mua một ngôi nhà hướng Tây rồi một ngày đẹp trời xoay nó sang hướng Nam được. Trừ khi bạn có tiền tấn mua hẳn một khu đất đủ rộng để xây nhà theo hướng nào tùy thích. Chính vì vậy, khi đi mua nhà, đất, người ta thường rất quan tâm đến hướng của ngôi nhà hay cuộc đất. Hơn nữa, theo phong thủy thì hướng nhà là hướng luồng khí vận hành vào nhà, tác động đến gia chủ và các thành viên trong gia đình. Vì vậy, nó ảnh hưởng đến cả sức khỏe, tài vận, công danh, sự nghiệp, nhân khẩu và sự hưng thịnh của gia chủ, nên thường được người đi mua nhà hết sức coi trọng. Hướng nhà có thể coi như yếu tố quan trọng nhất trong phong thủy của một ngôi nhà. Nhưng chọn hướng thế nào cho đúng thì không phải ai cũng đã hiểu cặn kẽ và chính xác. Vậy đối với gia chủ mệnh thủy thì nên xây nhà hoặc mua nhà hướng nào cho phù hợp? Thứ nhất, hướng nhà xấu nhất với người mệnh thủy, nhà dưới tầng hầm. Theo tử vi, người mệnh thủy chuyển vào sống trong một căn nhà dưới tầng hầm thì đó cũng là lúc mà cơn ác mộng của gia chủ bắt đầu. Chẳng cần phải nói đến những điểm bất lợi khi sống ở căn nhà có vị thế kém đẹp này, mà nếu xét về phong thủy thì đây cũng chẳng phải là điều tốt. Nhà dưới tầng hầm có thổ khí cực vượng, ngũ hành thổ khắc thủy. Chính vì thế mà nếu rơi vào tình cảnh phải sống trong căn nhà như này thì vận trình của bản mệnh vốn đã không tốt nay lại càng sa sút hơn nhiều lần. Mệnh chủ bị ngũ hành tương khắc nên khó có được cơ hội để chuyển mình, nhiều cơ hội đến nhưng lại bị cản trở, khó phát huy được năng lực cá nhân, càng không thể khơi gợi được những năng lực còn tiềm tàng. Vận trình cứ thế càng ngày càng đi xuống, không tìm được điểm hưng vượng. Thứ hai, hướng nhà xấu vừa mà người mệnh thủy không nên mua, hướng chính đông. Xem hướng nhà, căn nhà nằm ở hướng đông sẽ không tốt với người mệnh thủy. Nếu bạn ở căn nhà có hướng này thì nhất định phải có cải tạo về phong thủy. Nếu không thì với yếu tố mộc quá vượng sẽ gây thất thoát, suy yếu vận trình mệnh chủ. Thủy sinh xuất cho mộc, nếu tồn tại cách cục phong thủy như trên thì không còn gì phải nghi ngờ. Người mệnh thủy sẽ luôn nằm trong thế bị động, dù làm lụng vất vả, dốc hết sức mình nhưng lại chẳng có được những thu hoạch như mong muốn. Công danh khó thành, tài lộc khó phát. Tốt nhất bản mệnh nên tránh xa mua nhà nằm ở hướng chính đông. Thứ ba, hướng nhà chính bắc tương đối tốt với người mệnh thủy. Nếu có ai đó giới thiệu cho bạn một căn nhà hướng chính bắc mà vừa hay bạn lại mang mệnh thủy thì nên sắp xếp thời gian đến xem nhà nhé. Bởi đó là căn nhà có hướng hợp với mệnh ngũ hành của bạn. Hướng nhà này trong phong thủy nhà ở
được cho là lấy huyền thủy làm chủ. Ở một mức độ nào đó có thể bổ sung tinh nguyên bản mệnh cho gia chủ mệnh thủy. Do đó, nếu sống trong căn nhà có hướng tốt như vậy thì sẽ có tác dụng tốt trong việc kích thích vận trình của gia chủ, có lợi cho sự phát triển của cá nhân trên con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc. Thứ tư, hướng nhà chính tây giúp người mệnh thủy phát tài phát lộc. Nếu bạn thuộc mệnh thủy và đang muốn tìm mua một căn nhà ưng ý, vậy thì đừng bỏ qua những căn nhà hướng chính tây nhé. Đây là sự lựa chọn tốt nhất hợp với người mệnh thủy. Nhà hướng tây với khí hậu Việt Nam sẽ không thích hợp cho lắm, vì cảm giác nóng nực khó chịu mà nó đem lại khi bước vào mùa hè. Nhưng theo phong thủy thì đây là căn nhà ngũ hành thuộc kim, mà theo ngũ hành tương sinh thì kim dưỡng cho thủy, tốt cho người mệnh thủy. Với bố cục phong thủy như vậy, căn nhà có hướng này sẽ tác động trực tiếp đến đường tài vận của gia chủ mệnh thủy, giúp cho vận trình của gia chủ lên nhanh như diều gặp gió, tài lộc phúc đức chẳng thiếu thứ gì. Quý vị thân mến, không chỉ có việc lựa chọn hướng nhà mới mang lại may mắn và thành công cho người mệnh thủy, mà còn có một liệu pháp phong thủy khác cũng góp phần mang lại rất nhiều sự thành công và may mắn cho người thuộc nhân tố nước, đó chính là trồng cây hoa phong thủy hợp tuổi và hợp mệnh. Bởi người mệnh thủy thường có thiên hướng nghệ thuật cao hơn so với tất cả các cung mệnh còn lại. Chính vì vậy, việc trồng một chậu hoa phong thủy trong nhà hoặc trên bàn làm việc sẽ giúp người mệnh này xua đi xui xẻo, mang đến nhiều may mắn và giúp công việc được hanh thông và thuận lợi hơn, con đường thăng tiến cũng theo đó mà mở rộng. Trong phần tiếp theo của chương trình, Phú Quý Tài Lộc sẽ chia sẻ về các loài hoa trồng trong nhà hoặc bày trên bàn làm việc rất phù hợp với người mệnh thủy, giúp thu hút tài lộc và may mắn. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Hiện nay, người ta đang có xu hướng trồng cây cảnh phong thủy để xua đi điểm xấu, mang đến may mắn, giúp công việc thuận lợi, thăng tiến. Đối với cây phong thủy cho người mệnh thủy, Phú Quý Tài Lộc xin đưa ra một vài gợi ý lựa chọn để mang lại vượng vận hồng phát, tài lộc dồi dào cho gia chủ như sau. Thứ nhất, hoa cát cánh biểu tượng cho sự kiên định, vững vàng, đương đầu khó khăn. Cát cánh có phát âm gần giống với từ cất cánh, có thể giúp chủ nhân vươn lên trên con đường sự nghiệp một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, ý nghĩa nổi bật của hoa cát cánh chính là sự khiêm tốn, lòng thủy chung kiên định, trung thành, không thay đổi. Hoa cát cánh là một loài thực vật có hoa, sống lâu năm, thuộc họ hoa chuông. Cát cánh là một trong những loài hoa dài cứng cỏi nhất. Loài hoa này tượng trưng cho sự dẻo dai, bền bỉ, sức sống mãnh liệt, rất phù hợp với người mệnh thủy. Chậu hoa cát cánh mang tới cho bàn làm việc một màu xanh nước tuyệt đẹp và đặc biệt mùi hương thơm dịu, giúp bạn thư thái, dễ chịu. Nếu bạn thuộc mệnh thủy thì hãy cân nhắc lựa chọn một chậu hoa này để bày trên bàn làm việc nhé. Thứ hai, hoa sen đá nâu mang đến sức sống kiên cường, mạnh mẽ. Hoa sen đá là biểu tượng cho sự bền bỉ, vững vàng, một sức sống bất tử và tràn đầy. Sen đá nâu biểu tượng cho sự kiên cường, trải qua bao thử thách khắc nghiệt, loài cây này vẫn vươn lên mạnh mẽ. Hoa sen đá rất hợp để bàn làm việc cho mệnh thủy, giúp mang tới niềm vui vào cuộc sống và luôn mạnh mẽ vươn tới thành công. Sen đá nâu là loại sen đá cây nhỏ, gần như không có thân. Phần lá mọng nước, lá xếp thành hình hoa thị. Sen đá nâu rất dễ sống và có thể thích nghi với mọi đối tượng, mọi địa điểm thời tiết khí hậu. Khi lá rụng,
cây có thể nảy chồi và tạo thành một cây mới. Thứ ba, hoa cát tường, loài hoa của sự may mắn. Ở cát tường, người ta tìm thấy một vẻ đẹp mỏng manh mà cũng rất đỗi đằm thắm. Những cánh hoa mềm như lụa cùng với màu sắc nhẹ nhàng đã khiến cát tường luôn gợi đến một sự yếu đuối cần che chở. Nhưng trái với sự mong manh yếu đuối ấy, cát tường lại là một loài hoa có sự vươn lên mạnh mẽ, đặc biệt phù hợp với tính cách của người mệnh thủy. Ngoài ra, do chính cái tên cát tường có ý nghĩa là may mắn, loài hoa này cũng thường được chọn như một món quà với thông điệp về một lời cầu chúc vạn sự như ý, thành công trọn vẹn. Thứ tư, hoa diên vĩ, sứ giả của điềm lành, hy vọng. Không chỉ riêng đối với người mệnh thủy mà với tất cả mọi người, hoa diên vĩ được xem như sứ giả mang đến những điềm lành cùng niềm hy vọng. Ba cánh hoa diên vĩ đại diện cho lòng trung thành, sự khôn ngoan và lòng dũng cảm. Hoa diên vĩ là biểu tượng của ngọn lửa và niềm đam mê. Ở Pháp, hoa diên vĩ đã là biểu tượng của hoàng gia và sự che chở thần thánh suốt hàng thế kỷ trên khắp thế giới. Loài hoa đầy sức thu hút này được rất nhiều người ngưỡng mộ. Ở Nhật, hoa diên vĩ tượng trưng cho chí khí anh hùng và dòng dõi quý phái, biểu tượng cho lòng dũng cảm và đem lại một niềm hy vọng mới. Một chậu hoa diên vĩ để bàn làm việc mang đến may mắn, khơi dậy trong người mệnh thủy sự dũng cảm, kiên định và ngọn lửa đam mê để đi tới thành công. Thứ năm, hoa thủy cúc mang may mắn, thịnh vượng và niềm vui. Hoa thủy cúc là loài hoa sống trong nước rất tốt. Cây được trồng thủy cảnh trong những chiếc bình đẹp càng làm tăng thêm nét đẹp cho loài hoa này. Cây thủy cúc mang nhiều ý nghĩa may mắn, thịnh vượng, niềm vui. Nhiều cây được trang trí tạo dáng đẹp, mang dáng dấp của sự thanh tao, quý phái, thích hợp cho việc trang trí bàn làm việc của người mệnh thủy. Đây thực sự là món quà ý nghĩa dành tặng những người mệnh thủy với lời cầu chúc may mắn, hạnh phúc và thành công sẽ sớm đến với họ. Quý vị thân mến, trên đây là một số loài hoa để bàn làm việc phù hợp với người mệnh thủy, giúp mang tới những khởi sắc mới trong công việc và sự nghiệp. Các bạn nên đặt những chậu hoa này theo hướng Tây, Đông Bắc hoặc Tây Nam để vạn sự được thịnh vượng, an khang như ý nhé. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình và đừng quên đăng ký kênh YouTube của Phú Quý Tài Lộc, nhấp vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và đón xem chương trình mỗi ngày nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại!